Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới. Chúng tôi xin chúc quý vị rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. Vào ngày hôm nay, những con giáp dưới đây sẽ bất ngờ đổi vận. Nếu trước đây bạn từng buồn bã vì gặp phải những điều kém may mắn, thì vào ngày hôm nay cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Dòng bão qua đi, trời quang mây tạnh, các bạn thuộc những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, mua hàng có khả năng cao được bốc thăm trúng thưởng, được thần may mắn gọi tên, đi làm thì dễ gặp cấp trên trọng dụng, khen thưởng, đề bạt. Trong các mối quan hệ với người khác giới dễ dàng tìm được ý chung nhân, và đó là các con giáp Tý, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất. Các bạn hãy tận dụng ngày hôm nay để thay đổi cuộc đời của mình nhé! Tuổi Tý. Cục diện tam hợp xuất hiện sẽ giúp đường tình duyên của tuổi Tý khá vượng trong ngày mùng 5 Tết này. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng, xua tan những điều không vui trước đó. Với người độc thân thì đây chính là thời điểm sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong hôm nay có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Đừng vội từ chối mà hãy xem xét để đối phương có thực sự phù hợp với mình hay không nhé. Kim sinh thủy giúp các mối quan hệ xã giao của con giáp này vô cùng hài hòa. Bạn có thể may mắn gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy bởi đối phương có thể sẽ giúp bạn trong tương lai. Tình hình tài chính của bản mệnh vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Thìn Tý bán hợp giúp người tuổi Thìn có được cục diện khá tốt, thanh nhàn, vui vẻ và dễ có được những cuộc trò chuyện vui vẻ trong mùng năm này. Thậm chí những cuộc gặp gỡ đó còn giúp bạn có thêm nhiều cơ hội, giúp công danh thăng tiến sau này. Hôm nay mọi chuyện đi được theo đúng quỹ đạo và mong muốn của bản mệnh, nên bạn có thể tranh thủ cơ hội này để lên những kế hoạch cho công việc sau Tết của mình. Việc có sự chuẩn bị tốt sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại nhịp độ cần có khi trở lại công việc, không bị tình trạng uể oải ghim bước. Có tam hợp che chở, sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất. Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ, đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai. Ngày này còn đưa tới những cơ hội cải thiện tài chính đối với người tuổi Thìn. Có thể mùng năm Tết này bạn còn được người khác mừng tuổi hoặc khi tham gia trò chơi nào đó bạn giành về phần thắng và được thưởng quà có giá trị. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Được lục hợp tương trợ, người tuổi Tỵ nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có một cột mốc để hướng tới chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước. Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông và thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước. Cát khí còn báo hiệu người tuổi Thìn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm, bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong ngày được tài tinh chính tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.
Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt. Thổ sinh kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu có tam hội che chở, người tuổi Dậu có ngày mùng 5 Tết này khá may mắn và thoải mái. Bản mệnh dành phần lớn thời gian trong ngày để quây quần bên gia đình, không khí ấm áp giữa các thành viên khiến bạn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc mà mình đang có. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng có nhiều khởi sắc trong hôm nay, cả hai luôn trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Dịp Tết này lại càng khiến mối quan hệ của hai bạn xích lại gần nhau hơn, nhiều cặp đôi còn đi tới quyết định cưới xin trong thời gian tới. Nếu có việc cần phải xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Hai hướng này giúp cho mọi việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tuất. Trong ngày mùng 5 Tết, thiên tài sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Tuất, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, tiền bạc kiếm được nhưng nếu người tuổi Tuất không biết cách quản lý tài chính thì tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hao hụt. Đây là lý do khiến con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay. Bù lại, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn, cả hai đã tìm ra cách để hóa giải những mâu thuẫn và bất đồng trước đó. Bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng và một lần nữa thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Canh Thân, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Tuyền Trung Thủy, ngày này thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tý Tuyệt Mão, kỵ tuổi Mậu Dần và Bính Dần. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!